everyone. Today, I'd like to show you guys the way I do the regular peel with a regular nail polish. So, don't forget to like and share my video. Thank you. Mọi người, thì ngày hôm nay thì Jimmy sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà làm peel cho những người mới vô nghề. Thì cái này nó cũng rất là đơn giản, không? Cái cách peel bình thường á thì mình có thể mình dùng để mình làm trên cái bột thường, nhưng mà cái cách này nó còn ngoài ra còn có, nó có một cái tác dụng nữa là các bạn có thể dùng cái cách này để làm cái ombre đó, nó rất là quan trọng. Thì những bạn mà nào mà làm ombre chưa được á thì có thể dùng cái cách này để làm cái ombre ha. Thì bây giờ mọi người share cái video của chị mình nha. Hai anh Ngọc, khỏe không Ngọc? Hai Kim Minh, hai everyone nha. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái work của mình ha. Tình như tháng mây ngàn năm đó đêm, người người cánh chim sẻ. Trước tiên mấy bạn, trước khi mà mấy bạn làm cái peel thì trước tiên mấy bạn sẽ làm cái gì? Before we do the peel, the first thing that we do, we have to take the nail polish off. Trước tiên là mình phải tháo cái lớp sơn ra. Giờ chúng mình sẽ tháo lớp sơn ra trước. Let me see the nail please. Giờ mình sẽ tháo nước sơn người ta ra trước ha. Bật cái dũa cho nó chạy thiệt nhanh. Mình dùng cái đầu dũa này tháo ra. Đó, cái đầu dũa này các bạn có thể dùng để tháo keo nữa. Đây chỉ là cái nước sơn bình thường, rồi sơn keo lên trên thôi. Nhưng mà nó last cũng rất là lâu, nó last cũng giống như là các bạn sơn keo vậy đó. Mình cứ để mình dũa từ từ, build an idea for ombre. Đúng rồi các anh, thì peel mà peel là một cái bước trong cái cách để làm ombre đó. Đi sát, không có phải sợ cái gì đó. Đây là cái món này nó sẽ bị gãy ngay khúc này, thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ dùng cái đầu dũa mình dũa sâu xuống. Đó, để tí nữa mình bỏ bột lên. Nói chung là mình phải biết xử lý cái tình huống. Rồi sau cái bước này mình sẽ làm cái gì nữa? Bây giờ mình sẽ dũa nhám. Tiếp theo mình sẽ dũa nhám. Làm cho cái phần này nó sần sùi lên, nó phải sần sùi. Khi mà mình bỏ bột lên nó thì nó mới last được. Ừ.
rất là nhanh. Nói những cái đồ dũa mà chuyên thì xài á, mình không có sợ cắt da cắt, nó rất là an toàn. Nó sần sùi giống như vậy nè, đó, nó phải sần sùi như vậy, từ tí nữa mình bỏ bột lên nó mới last long được. Đó. Sau khi mình rửa cái này xong mình sẽ làm cái gì? Bước kế tiếp là mình sẽ làm cái gì? Bây giờ mình sẽ đẩy and the next step we're gonna push all the people back. Now we're gonna push all the people back. Các bạn tưởng là mình rửa nhám như vậy là đã sạch, nhưng mà thực chất ra nó không có sạch, mấy bạn thấy không? Đây là hồi nãy mình rửa ngang đây ha, mình đẩy lên là nó được phân phúc nữa đó. Mình làm mình phải take time từ từ. So for this kind of pork, we have to take time to work in on a critical pork, because that's the only reason can make the product last longer. And all the while, when we apply the nail polish, it's gonna look perfect, nicer. Ngàn năm trong phong Hi Annie. Hi Annie, how are you em? Mình làm bất cứ gì cũng vậy, mình phải làm cái bước này. Mình nếu mà mình không làm cái bước này thì cái sản phẩm của mình nó ra nó không có perfect. Ai mà có cái câu hỏi gì thì cứ hỏi nha, mình sẽ trả lời cho các bạn. Xong tới cái bước này thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Mình sẽ làm gì? Mình sẽ dùng một cái đầu dũa nhỏ hơn để mình dũa cho cái phần critical. Mình tưởng là mình khi mà mình rửa nhám mình tưởng vậy nó đã sạch, nhưng thật sự nó không có sạch, nó chưa có sạch đâu nè. Đó mấy bạn thấy không, thấy cái da chết nó bay ra không? Đó mình phải làm sao mà cho nó khác. Mấy bạn thấy nó sâu không, nó sâu vô được miếng nữa. Không có gì phải vội.
vội vàng làm chi chắc nhớ được gì. Cái này nó bằng ceramic cho nên nó không có ảnh hưởng nhiều tới móng. Ceramic là một chất bằng đá mấy bạn. Jimmy Nguyễn sao thân cho nó bị dính da đấy anh à, khi mà con cơ nó bị dính da tức là khi mà do mình đẩy bột lên á thì tí nữa khi mà Jimmy đẩy bột lên á thì nhớ để ý nha. Đó. Tại vì mấy đoạn phim mà nó buộc nó tràn ra ngoài da thì tí nữa khi mấy bạn chạy cuticle mấy bạn phải chạy cho sạch, nếu mấy bạn chạy không sạch đó thì nó không có ấy, cái sản phẩm của mình nó không có last. Rồi bây giờ phủi bụi xong rồi mình cứ phủi bụi. Sau khi mình rửa nhám xong thì bước kế tiếp mình sẽ làm cái gì? Bước kế tiếp mình sẽ bỏ foam vào. Bây giờ mình sẽ bỏ foam vào. Phải bỏ foam vào nha. Hai ngọt tài. Mình không bỏ foam vào là nó dễ bị hở lắm. Đó, cái foam vào này thì nó không có bị dị ứng nhiều. Người ta không có bỏ cái acid nhiều cho nên nó không có bị dưỡng à. Nên nhớ là khi mà mấy bạn bỏ pha màu mấy bạn cũng phải để ý nữa, tại vì mình bỏ pha màu nó bị ra ngoài da nhiều quá thì nó bị nó nhiều người khách nó sẽ bị dưỡng. Làm xong mà thấy món có bột là do bột hay nó hình. À, món mà có bột thì tức là do khi mà mình lấy bột á, mình lấy chưa có đều, nước với bột chưa đều, nước với bột chưa đều, đó là cái lý do mà nó làm cho cái món của mình nó có bột. Đây nè, bây giờ nó để ý này à. Bắt đầu tám vô giữa, sau khi tám vô giữa xong bắt đầu mình mới đẩy bột lên từ từ. Đó, đẩy bột cho nó vô từ từ, vuốt bên trái cái nè, vuốt bên phải cái nè, vuốt ở giữa xong rồi dùng nước vuốt lại cho nó láng nữa là xong. Đó, tại vì cái lúc mà hở hai bên hông là cái chỗ mà bị hở nhiều nhất. Đó. Đó chỉ vậy thôi ha. Các bạn thấy cái chỗ này nó sâu xuống không? Đó, rồi tiếp tục. Để lên ngay đây nè. Đó. Rồi mới tám vô giữa nè. Tám vô giữa rồi bắt đầu mới đẩy bột lên. Đó. Đẩy bột lên. Đó, rồi vuốt bên trái cái. Vuốt bên phải cái, vuốt ở giữa một cái xong. Linh mình phải linh nha, hai bên hông mình lúc nào mình phải linh. Đó. Đó ha. Đó. Rồi mình vuốt lại cho nó láng nữa là xong. Đó. Thanh kêu chị Bạch Yến thì nói chung là mình có mình có cái gì thì mình sẽ hướng dẫn hết, mình không có gọi là không có cái gì gọi là giấu hết á. Cái nghề này mà mình cũng đâu có mang cái nghề này đi theo suốt đời đâu.
trái một cái này, bên phải một cái này, ở giữa một cái ha, rất là gọn ha. Mình làm sao mà cho cái rất là gọn ha. Ừ, rồi vuốt lại để cho nó láng nữa là xong đó, chỉ có vậy thôi. Ừ. Nó không có gì khó đó. Đó. Để lên, để bột vô giữa đó, xong rồi đẩy nhẹ nhẹ từ từ lên cuticle đó. Rồi vuốt bên trái, vuốt bên phải, vuốt ở giữa xong. Ừ, nó rất là gọn mấy bạn. Ừ. mình cứ làm theo cái mấy bạn cứ làm theo cái step của Jimmy thì các bạn sẽ lưu được rất là nhiều thời gian. Jimmy đang dùng cọ số 14 nha, thì khoảng chừng 2 tuần nữa thì Jimmy sẽ có cái cọ riêng, cái tên của mình. Thì những bạn nào mà có muốn đặt trước á thì cứ liên lạc với Jimmy. Đó, bên này một cái, bên này một cái, đây một cái. Đó. Can I see another hand, please? Lại nè. Các bạn để ý nha. Hi, Max. How are you? Yeah, after this live, I'm gonna call, give you a call, Max. Okay, để ngay đây nè. Ha. Bắt đầu mình để vô giữa. Đẩy nhẹ bột lên cuticle. Vuốt bên này một cái, vuốt bên này một cái và vuốt ở giữa một cái là xong. Cứ từ từ mà làm mấy bạn không có gì phải vội đó, tại vì khi mà mình vội thì mình sẽ bị cái mistake. Rất là đơn giản. Mấy bạn thấy cái cuticle nó tròn, nó rất là tròn. Mình phải làm sao cho cái cuticle của mình lúc nào nó cũng phải tròn. Rồi xong mình sẽ dùng nước mình vuốt lại cho cái móng của mình nó mỏng. Lên hai bên, nên nhớ là phải lên hai bên nha. Bỏ lên nè. Tám bột hai bên vô, đó, đẩy nhẹ lên. Đó. Vuốt con này một cái, vuốt con này một cái và ở giữa một cái là xong. Rồi tiếp tục. Mình hãy làm cho đẹp rồi bắt đầu mình mới làm nhanh được ha. Mình làm, nếu mà mình làm cảm thấy mình làm chưa đẹp thì mình nên làm chậm đó, để khi nào mà nó đã đẹp rồi khi đó mình sẽ làm nhanh đó. Để ngay đây thôi nè đó, ha. Gom bột vô giữa rồi bắt đầu mình sẽ tản bột ra, mình tán bột ra. Vì sao mà khi mình nói vuốt hai bên trước rồi vuốt ở giữa sau, tại vì mình muốn tạo ra một cái khớp, cái móng nó phải cong, cái móng nó phải cong nó mới đẹp. Thì mình lên mình chỉ các bạn trên cái livestream, mình cũng mong các bạn có nhiều người coi, người ta học, người ta rất là thành công, người ta làm rất là đẹp, thì cái điều đó cũng làm cho mình rất là vui hơn. Nó không có gì á. Tại vì lúc trước cái mình cũng giống một người bình thường mấy bạn ha, làm không có làm nail. Giờ sau này mình mới bắt đầu cái sự nghiệp làm nail thì mình cũng hỏi nhiều người lắm, người ta không có chỉ. Cũng chính vì cái lý do đó mà
mình tự động mày mò mình học hỏi những cái người khác. Nói chung là học hỏi mình không có sợ ha. Khi mà mình đã có cái tâm mình học rồi là mình không có sợ nữa, chỉ sợ người ta không chuyển mình thôi. Ai mình cũng học hết, cái gì mình cũng học hết. Đó ha, dũa cũng vậy nè ha. Banh trước tiên là phải banh ra đó, để cái dũa thẳng, mấy bạn phải để cái dũa thẳng nha, đẩy thẳng vậy nè, đẩy thẳng vậy này, không được lúc lắc cái dũa nha. Mấy bạn mà lúc lắc cái dũa thì cái shape nó sẽ bị méo đó, với lại cái ngón tay của ta cũng vậy, mấy bạn phải để thẳng. Đó, để ngón tay người ta im vậy nè, giữ im. Đó, để cái dũa vô để thẳng ha. Các bạn thấy cái ngón tay của người ta đâu lắc đâu ha. Đó. Mình để thẳng thì một khi mình dũa người ta nó mới thẳng. Đó. Đó, mình cứ dũa hai bên trước, tí nữa mình sẽ quay lại mình dũa cái phần đầu móng sau một lần. Cái gì cũng vậy đó. Trước tiên là mình phải làm cho cái xếp nó thẳng đó. Đó là khi đó mình mới dũa cái phần đầu móng sau được. Thì vậy rồi thì cũng qua những cái lớp mà chuyên mình đi dạy, cái lỗi mà thường thường một khi mấy bạn dũa là mấy bạn giữ cái tay nó không có im đó. Cái tay với cái dũa mấy bạn để nó không có im, cho nên khi mà mấy bạn dũa cái shape của mấy bạn nó không có thẳng đó. Với lại có nhiều người người ta quen cái cách dũa của người ta, bởi vì khi mà mình tới mình chỉ cách dũa của mình thì người ta hơi lưỡng lự một tí ha, người ta không có quen đó, nhưng mà cứ từ từ rồi sẽ quen đó. Đó, các bạn thấy không, cái tay nó không có lắc. Với lại khi mà làm cái bột màu này, có nhiều người nói là làm cái bột này hay bị mất xếp. Thì ngày này cũng Jimmy cũng chia sẻ cho mấy bạn luôn, làm sao mà sơn mà không bị mất xếp. Tại vì có nhiều người làm nó khi dũa ra rất là đẹp, nhưng mà khi bỏ nước sơn lên á thì nó không còn giữ được cái xếp nữa. Sau khi xong cái này, bây giờ mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ dũa phần đầu móng. Dũa đầu móng có hai cách. Thứ nhất là để cái móng nó về mình dũa. Đó, mình giữ cho chặt nha. Mình dũa. Bữa nay thì cái nhóm của Jimmy sẽ làm cái design Halloween, nhưng mà khoảng chừng 6-7 giờ chiều hôm nay nha, giờ Arizona time á, thì mình sẽ làm bằng bằng bột chứ không phải mình làm bằng nước sơn.
thì có những cái mình sẽ làm bằng Excel, có những cái mình sẽ làm bằng Word. Thì chiều hôm nay thì nhóm của Jimmy hay là Alex sẽ làm cho mọi người coi. Nếu mình không có trêu thì dùng file bình thường, đúng rồi. Nếu mà mấy bạn không có cái máy dũa thì mấy bạn có thể dùng cái dũa tay mấy bạn làm cũng được, nhưng mà nó rất là lâu. Đó, để hạn chế cái thời gian dũa nhiều á, thì khi mấy bạn đắp á, mấy bạn phải đắp cho nó láng, mấy bạn phải làm cho nó láng. Đó, giữ vậy nè ha, mình lấy cái tay mình giữ hai bên hông này nè. Đó, để mình dũa. Tại vì hồi xưa khi mà chưa có máy dũa thì mọi người làm nail toàn là dũa bằng tay thôi, đâu có dũa bằng máy dũa đâu. Cái món này bây giờ mình sẽ xay cho các bạn cắt để dũa cái món này. Bây giờ hai bên nó đã thẳng, để dũa cái món này cho nó thẳng ở phần đầu món thì mấy bạn để cái dũa vô ngay đây, nó phải vuông góc. Đó, mấy bạn còn thấy cái đường hở không? Mấy bạn dũa khi nào cho nó bay cái đường hở nó đi, tức là cái món nó sẽ thẳng. Đó, thấy không? Đó, giờ thấy hết đường hở chưa? Đó, nó là vậy, không có gì đó, đó chỉ có vậy thôi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chạy cái cuticle. Mình sẽ dùng cái đầu dũa này mình đi cái cuticle luôn. Cái này là để chạy cuticle thôi nha mấy bạn. Để khi mà chạy cái cuticle về cái phần này á, thì mình phải để cái dũa khoảng chừng 45 độ để mình dũa. Đó ha, mình càng dũa thì nó càng cho mình cái khoảng cách nè. Đó ha, dũa cho nó sạch. Tại vì khi mình dũa không sạch, mình dũa cuticle mà không sạch thì nó cũng sẽ dễ làm cho cái bột của mình nó bị hở. Làm cho nó sạch. Cái này thì dùng cho những người mà giống như dũa cuticle mà sợ cắt tay thôi. Ngoài ra cái này nó còn có tác dụng nó đẩy cái da lên nữa. Rất là đơn giản. Mình chỉ cần nắm được những cái bước để mình làm thì mình sẽ ra có được cái bộ món mà gọi là perfect. Thấy nó đi rất là sâu, cái chiều sâu mình phải có cái chiều sâu ở trong cái nó. Bởi vì khi mà mình sơn lên á, mình sơn lên thì mình thấy nó rất là sát. Đó, đây là cái cách của những người Nga người ta làm. Khi mà người ta sơn người ta phải dũa như vậy. Đó, để khi người ta sơn lên thì nhìn nó sẽ rất là sát. Đó, tí nữa khi mà chuẩn bị sơn thì mấy bạn sẽ thấy nó rất là sát, nhìn nó rất là sát. Có gì tí nữa mình nhắn tin cho Trần Công Phúc nha. Hải Huỳnh nè, thì đó là những cái bước mà nãy giờ Jimmy nói, mình phải làm những cái bước như vậy nó thận trọng. Đó, mình coi cái livestream từ đầu tới cuối lại đi thì Jimmy thì các bạn sẽ thấy được cái cách mà Jimmy làm những cái bước này. Đó, thấy được cái technique để làm sao cho cái bộ món nó chắc chắn, nhìn nó chắc chắn mà nó không bị hở. Máy số mấy, khi mà mấy bạn xài cái đầu dũa này mình phải mở khoảng chừng số 5, số 6. Ví dụ cái máy dũa nó có 10 số thì mình sẽ mở chừng số 5, số 6 để xài những cái đầu dũa này.
sát rồi. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ chạy cho nó láng nữa là xong. Chạy bây giờ mình chạy cho nó láng nè ha. Đó, cái này mình chạy xa 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 đâu. Khi mình muốn làm vũ cái này đừng có đè nha mấy bạn, mình cứ bật cho máy vũ chạy nhanh. Đó, nó chạy sơ sơ là xong. Đó, cứ thả lỏng cái máy. Bật cho nó chạy sơ sơ nữa là xong. Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Đó, mình cứ đi thoải mái, không có sợ cắt. Không, đẩy vô da, đẩy vô đầu nó không có cắt à. Nó đẩy từ từ mà đẩy đó. Có con chim mì, tí nữa có gì mình nhắn tin cho chim mì nha. Mà cũng là chim mì luôn. Nhưng mà chim mì này ở Chicago. Hả, chim mì ở Chicago hả? Bên Trinh Nguyễn Nguyễn. Trinh Nguyễn Nguyễn là ca sĩ nha mấy bạn. Trinh Nguyễn Nguyễn là một ca sĩ. Bây giờ ảnh không có đi hát nữa. Bây giờ ảnh đi vũ nang. Đúng rồi. Giờ nó không đi hát nữa. Về Trinh Nguyễn Nguyễn đi vũ nang. Cuối cùng sau khi mình vũ cái này xong, mình sẽ làm gì? Mình sẽ lập cái nhóm của người ta lên, mình sẽ vũ ở dưới, mình lên ở dưới ha, nó rất là sạch. Đó, mình sẽ lập cái ngón của người ta lên, mình sẽ lên ở dưới ha, mình sẽ làm sao cho nó sạch, sạch trên sạch dưới, chỗ nào cũng sạch. Thank you.
xong. Cái gì thôi. Cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là bắp phở. Đó. Cái da nó lòi ra nữa, cắt đi. Bây giờ mình sẽ bắp phở xong là sơn. Nhiều người nói sau khi mà mấy bạn bóc phở lên thì mấy bạn có thể sơn treo hoặc là sơn màu thường, nhưng mà có những bạn nói tại sao khi sơn treo lên cái món bột nó hay bị chóc. Mấy bạn có biết vì sao? Khi mấy bạn bóc phở, nếu mà mấy bạn bóc vậy á thì cái món nó sẽ rất là láng, không? Món nó rất là láng, thì khi mà mấy bạn bóc như vậy á thì cái món nó rất là nhám, nó nhám hơn. Thì khi mấy bạn sơn treo lên thì nó sẽ lát. Bắp rồi bắp thì chữ S luôn. À, hiện tại thì mấy cái này thì Chim Mì đang có ở đây, thì nếu mà mấy bạn order ngày hôm nay á thì Chim Mì ship ra ngày hôm nay luôn. Vậy thôi, nó không có gì phải khó, chỉ cần mình take time, mình làm cho nó đẹp. Thì khách nó sẽ thích mình. Đó rồi, xong cái này mình sẽ làm cái gì? Mình phủi bụi. Phủi cho nó sạch. Đó, mình phải banh da ra, mình phải banh ra mình phủi. Đấy, chứ mình làm ít cho khách đi rửa tay trước á. Nói chung là mình làm xong hết rồi, mình bỏ treo bỏ đồ xong hết là khi đó mình mới cho khách đi rửa tay thôi. Tại vì khi mà mấy bạn cho khách đi rửa tay trước á thì sao? Thì đôi lúc xà bông cái gì nó hay dính ở trên tay khách, mà người ta rửa không sạch, mà mình sơn treo lên hay là mình sơn bất cứ cái gì lên thì nó sẽ không sạch. Nó là vậy, nó chỉ cái vậy thôi. Giờ mình sẽ sơn. Khi mà mấy bạn sơn nó nên nhớ đừng có bật cái quạt, mấy bạn phải tắt quạt đi. Sơn. Kiểu này là cô này có mang cái nước sơn của cổ tới, đó. Thì mình phải sơn cái nước sơn của cổ. Mình sẽ quạt đường từ trên này xuống trước. Đó, bắt đầu mình sẽ đi đè cái cọ xuống, mình đi lên trên. Đi hai bên hông. Đó, tiếp tục. Trên này cũng đè cái cọ xuống. Đẩy lên. Đi qua hai bên hông. Rồi khâu vừa cái đầu móng. Sơn quan trọng nhất là cái lớp ban đầu ha, thấy mấy bạn thấy không? Nó rất là tròn, nó rất là sát. Đó, nó rất là tròn, nó rất là sát mấy bạn. Đó. Tiếp. Sơn ở dưới trước. Ở trên thì mình sẽ đè cái cọ xuống. Đè cái cọ xuống đẩy lên. Đó, rồi bắt đầu lo hai bên hông. Đó, cái này cũng vậy. Cũng đè cái cọ xuống, đẩy lên. Rồi mới lo hai bên hông. Đó, khâu vừa đầu móng. Đó, nó rất là tròn các bạn. Tròn nó sát nữa. Mình phải làm. Mình phải làm sao mà cho nó tròn nó sát. Đó, đẩy xuống.
Vì sao mấy bạn phải đè cái cọ xuống? Mấy bạn đè cái cọ xuống đó, thì khi mà mình quét sơn đó, lớp sơn nó sẽ rất là mỏng. Cái lớp đầu mấy bạn phải sơn thiệt mỏng nha. Đó, cái lớp đầu mấy bạn sơn không mỏng thì nó lớp sơn nó sẽ rất là dày, từ cái dày cái sơn nó lâu khô. Nếu mà cái sơn nó lâu khô thì nó dễ bị chóc đó. Tại vì khi cái sơn mà nó khô mấy bạn bỏ treo lên á thì nó sẽ chóc liền, nó sẽ bị bể liền. Cố gắng khi nào chị mình sẽ like cái sửa đồ cho thì cũng có thể là chiều hôm nay thì nhóm của chị mình sẽ like những cái design bằng Halloween, nhưng mà Halloween design chắc là mình sẽ làm những cái bóng nhọn thì nó sẽ đẹp. Bên hông, khi mấy bạn quét bên hông này, mình phải làm lớp sơn thiệt là mỏng. Đó là khi mấy bạn làm bên hông á. Không em, mình không cần phải trừ cồn trước cái sơn. Mình sẽ để vậy mình sơn thôi. Nó rất là tròn, các bạn thấy không? Nó rất là tròn, nó rất là sát. Vạt xuống là đè xuống, đè cái cọ xuống, đẩy lên. Đè cái cọ xuống, đẩy lên. Bên trái đó. Tiếp tục mình sẽ đè cỏ xuống đẩy lên đó, mình quẹt qua bên phải nhớ khâu vào đầu móng. Mình phải khâu vừa cái đầu móng. Bên này giờ là cũng 11:15 rồi. Mới sáng sớm mà. Với lại khi mà nước sơn mà đặt nha, mình phải bỏ cái tinh vô liền. Nước sơn mà đặt mấy bạn đừng có sơn rắn. Có nhiều người sơn rắn thì nó ra nó dày lắm. Đúng rồi, cái này mình không bỏ bay cũng được.
lớp 2 thì dễ rồi, mấy bạn chỉ cần đi ba cái thôi. Mình đi 1 nè, 2 nè, ở giữa cái là xong. Đó là cái lớp thứ 2. Làm món bột khi sơn treo không cần bỏ bay. Cái lý do chắc là tại vì mấy bạn khi mấy bạn bóp phở quá bóng, đúng không? Khi mấy bạn bóp phở xong rồi mấy bạn phải sơn liền, đừng cho khách đi rửa tay. Tại vì khi mình cho khách đi rửa tay á, cái xà bông nó dính lên trên móng á, nó dính lên trên móng thì bắt đầu khi mà mình chùi lại mà mình chùi không sạch á, thì khi mình sơn lên á nó sẽ bị chốc. Cái món này hơi bự cho nên mình sẽ sơn khoảng chừng 5-6 cái. Rồi xong cái này, bây giờ mình sẽ cần làm cái gì nữa. Đó là khi mình sơn thì đôi lúc mình bị mát sắp, ngon mình bị mát sắp thì mình sẽ linh lại những cái chỗ mát sắp đi, mình phải tỉ mỉ để chi, để cho người khách người ta thấy được cái sự cái quan tâm của mình tới cái bộ nail của ta. Đó, mình sẽ linh lại những cái phần nào để làm cho nó đẹp. Đó, không gần theo nó rất là sát. Give me another one please. Đó, cái này nó thì nó cũng dễ thôi, nó không có gì phải khó. Còn mấy bạn giống như mấy bạn tập hoài mà mấy bạn làm không được nữa thì cứ tới gặp của Jimmy, hay là có thể đi những cái lớp của Jimmy ở những cái tiểu bang đó. Đó, chẳng hạn như tháng tới thì Jimmy sẽ có một cái lớp ở Dallas ngày 27-28 thì những bạn nào mà muốn nâng cao tay nghề thì cứ đi tới gặp cái nhóm của Jimmy ha. Nó tròn, nó rất là tròn. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Đó, sau cái bước này mình sẽ làm gì? Tại vì đây là cái refill. Cái refill thì sau khi mình làm cái refill xong thì mình sẽ làm cái gì nữa? À, bây giờ là mình đợi khô cho nó bỏ treo nè. Mình đợi khô xong để mình bỏ treo. Nó có một cái loại treo cho mình để khi mà mình sơn nước sơn thường á rồi mình bỏ treo lên nữa. Tại vì mỗi chỗ nó có một cái sự khác biệt. Có những người người ta đủ tiền để người ta sơn cái treo slab, còn có những người người ta không đủ thì mình sẽ làm cái gì? Đó, mình sẽ bỏ cái treo mà dùng cho nước sơn thường á. Cái treo mà dùng cho nước sơn thường, cái treo này. Đó, mấy bạn bỏ cái treo, đợi cho nó khô, mấy bạn bỏ cái treo này xong. Đó. Nhưng mà trước khi mà mình bỏ treo thì mình sẽ làm gì trước? Mình sẽ lấy cái móng của người ta ra. Đó, mình lật lên. Đó, cái chỗ này là nó sẽ bị, lâu ngày thì nó sẽ bị hở. Hở nước nó sẽ vô. Cho nên mấy bạn phải dỡ lên. Đó, chích keo vô mấy cái chỗ này. Đó, mình phải chích keo vô mấy cái chỗ này nữa. Đó, thì cái móng của mình nó rất là chắc. Đó. Rồi, rồi lại trong cái xem. Đó ha. Đó. Rồi thì nó xong. Thì refill bình thường thì nó chỉ có vậy thôi. Nó không có gì phải cầu kỳ, mà nó không có gì phải nó rất là sát, mỗi món rất là sát. Nó vậy.
rồi bỏ keo nữa là xong. Ok ha, cái gì chúc các bạn này là vui vẻ nha. Thì tối nay thì nhóm sẽ làm những livestream nữa để cho các bạn coi những cái mẫu về cái Halloween design, thì mấy bạn nhớ theo dõi nha. Thank you, bye bye.